Hôm nay thì tôi sẽ làm một cái series, đó chính là tôi chính là Messi nha anh em ơi. Hôm nay tôi sẽ đi đấu giải, tôi sẽ đi thi sút phạt penalty vì tôi vừa thắng giải cúp làng nha anh em. Bây giờ tôi sẽ đi thi đấu lên nha mọi người ơi. Bắt đầu nào. Ok. Bây giờ tôi sẽ đi đấu giải World Cup làng nha mọi người. Giờ tôi sẽ đi xuất phát cái thằng này nha mọi người. Thằng này solo anh không? Anh là Messi, cầu thủ của Barcelona này. Tôi là Messi. Sút phạt penalty với tôi là đơn giản. Yes sir. Đây là Jonathan. Jonathan bắt giỏi vậy. Tôi là Messi nha anh em. Jonathan. Ôi không, Messi sút phạt penalty. Yes sir, Messi. Ronaldo bắt ngu quá. Giờ đến Messi nào, gỡ kèo. Thiên tài số 10 đây rồi. Yes sir. Tôi là Messi. Yes sir. Messi thắng giải nha mọi người ơi. Tôi sẽ mở vali ra nha mọi người. Tôi có ba cái thẻ, cả ba luôn. Ok, tôi sẽ sử dụng cái quần này nha anh em. Đây, tôi là Messi đây. Messi. Uy tín luôn nha mọi người. Giờ tôi sẽ thi tiếp nha mọi người. Solo và anh không cu. Tôi là Ronaldo, số 1 bắt ngôn nha mọi người. Ronaldo. Yes sir. Tôi là Messi. Không vào rồi. Ok. Tôi là Messi. Ok. Vào rồi. Tôi là Ronaldo. Ronaldo bắt hơi ngu nhưng mà không vào. Yes sir. Đội tôi đã chiến thắng rồi nha anh em. Ok. Mở vali ra. Thôi để sau đi. Tiếp tục solo. Ê solo không cu. Solo với Messi không? Tôi vừa mới đi thắng giải cúp làng ngay mọi người. Ôi không. Tại Messi tôi chưa ăn sáng là sút hơi trượt nha anh em. Yes sir. Oh, thật là lỡ rồi mọi người. Yes sir. Không sao đâu, tôi sẽ gỡ kèo. Oh không, hơi chậm. Yes. Quả cuối cùng. Ôi không.
quả cuối cùng thôi. Cuối cùng thì yes, Messi tôi cuối cùng đã thắng trận rồi. Thua đi cưng. Ta là Messi mà, chơi lại không? Oh, sorry, I can't run now. Ok, kệ mày. Ok, mọi người lại quảng cáo rồi. Sorry mọi người nhé. Messi tôi đang chơi tự nhiên quảng cáo mọi người ạ. Giờ Messi chơi tiếp thôi mọi người. Giờ Messi sẽ... Bây giờ Messi phải đá tiếp thôi. Messi phải thắng rồi. Ok, Ronaldo. Tại sao ngươi có thể kia được chứ? Messi vào một cú sút quá tuyệt vời. Ok, Ronaldo. Yes sir. Đừng đùa Messi nha mọi người. Ronaldo bắt ngôn, cầu thủ bắt ngu. Ồ không. Mong vinh quang về cho đội tuyển Barcelona nha mọi người ơi. Hey. Bây giờ mình sẽ chơi tiếp với đội tuyển. Mình đã chơi với đội tuyển Mỹ, giờ mình sẽ chơi với đội tuyển Brazil nha mọi người. Đội tuyển Brazil thì có Neymar mọi người ạ. Messi ta không sợ đâu, ta là cầu thủ số 1 làng nha. Kia có phải là Neymar không? Ok. Ok. Thua đi. Ta là Messi mà. Messi không bao giờ thua đâu. Ồ không. Tại vì Messi đã bị trúng lừa. Ô trời đất ơi. Có thể đổi tiền. Có thể đội tuyển Brazil sẽ thắng Messi sao? Messi. Ronaldo bắt cứng lắm mọi người ơi. Đừng đùa với Ronaldo. Đội tuyển Brazil thua đi. Yes sir. Ok. Không phải lúc này nhá. Đá với đội tuyển Brazil luôn mọi người. Ronaldo bắt ngôn. Ronaldo. Messi.